Chúa vui đến hiện diện giữa dân của Ngài tại nhà ở trên quả này, cũng như tại các nhà ở trên quả thế giới, trong đó các nhà ở của đất và đất xuyên, bởi nó vì tên thánh này. Có Chúa Giêsu hiện diện trong vị tên thánh này, trong thánh lễ, trong nhà ở. Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm Chúa Giêsu nhất là những truyền chức chức linh của cửa nát trong hội thánh. Thiên Chúa vui linh hiện diện giữa dân của Ngài qua sự phục vụ của các linh mục. Nhưng Chúa Kitô bị một lần nhân lại là thế. Không phải là phục vụ, cũng là phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho những người. Chính vì thế, một cử chỉ nói lên sự phục vụ kiên cố của Chúa Kitô mà hôm nay các linh mục chủ tế, các giá mục chủ tế quỳ xuống rửa chân cho giáo dân. Nói lên tinh thần khi tôn phục vô và kiên cứu vui tiếp kiện diện giữa dân của Ngài qua việc phục vụ lẫn nhau. Các con gọi ta là Chúa là Thầy, cũng là bởi ta là Chúa là Thầy. Mà nếu nó là Chúa là Thầy mà còn rửa chân cho các con cũng hãy rửa chân cho nhau như vậy, đó là gương cho các con. Từ một cuộc đoàn, chúng ta suy nghĩ lên về Chúa Giêsu vui hiện diện giữa dân của Ngài qua những cánh tay và qua chức vụ nơi thánh lễ. Các linh mục của Ngài, chúng ta tham dự đặc biệt ngày Chúa Nhật cũng như các thánh lễ hàng ngày. Cụ thể trong thánh lễ thứ năm của Hội Thánh, chúng ta đang thực hành đặt ở phía ngoài này. Khởi đầu thánh lễ, linh mục dưới Chúa ở anh chị em còn ở đất lạ và ở cha. Trong thánh lễ 4 lần linh mục chạm vào cái đó. Lần thứ nhất khởi đầu thánh lễ, lần thứ hai trước khi đọc lời Chúa phúc âm, lần thứ ba trước khi đọc kinh điển tụng, và lần thứ tư trước khi ban phát lành giải thoát toàn dân. Chúa ở anh chị em cộng cả đất và ở cùng cha. Linh mục sướng cộng cả đất là Thiên Chúa vui lên hiện diện giữa những lễ, có sự hiệp hành giữa linh mục với giáo dân làm nên những lễ như chúng ta đang thực hành, như chúng ta đang tham dự mình. Đó là sự hiệp thông, sự hiệp thông của những thánh thể cũng như sự hiệp thông của chức linh mục nói lên cây thông xa của Chúa. Sự hiệp thông còn có một là hiệp thông với Chúa như là một cây thẳng từ dưới đất bước về trời cao, và đồng thời sự hiệp thông của cây thông xa còn là thánh na như đôi tay con người xòe ra để đón tiếp chào của anh chị em của mình. Sự hiệp thông thánh xa gồm có nhiều thông với Chúa, gồm có nhiều thông với em chị em. Có lẽ theo đầu hiểu, tôi muốn nhắc tới ý nghĩa của mô hình nhà ở điện quả. Ở đây, đó là mô hình của cái cảnh giá thẳng đứng và thẳng năng. Trên góc nhà ở, tờ khắc chung có hình cảnh giá để nhắc cho con người sự hiệp đồng với Chúa mà đồng thời cũng hiểu không biết đâu. Chung quanh nhà thờ có rất nhiều thánh giá làm nên nhà thờ chánh tòa, nhắc nhở chúng ta về sự hiệp thông. Vào trong nhà thờ chúng ta thấy hình thánh giá và nhìn lên trên cao hơn, chúng ta thấy hình thánh đang lớn với Giêsu hiện diện ở trên đó. Có những sự hiện thông như Chúa Kitô hiện thông với Thiên Chúa, như Chúa Kitô hiện thông với anh em chị em. Đây chính là sự hiệp thông, và chính trong sự hiệp thông này, Chúa Kitô vui thức hiện diện trên cây thập giá, và ở đó Ngài nhiệm vụ Ngài là con rất yêu dụng của Chúa Cha, và ở đó Ngài nhiệm vụ tình yêu cao độ của Thiên Chúa dành cho anh em chị em của mình. Tình yêu nào lớn hơn tình yêu người dân liều mạng sống vì người yêu, và cũng chính từ cây thập giá của Chúa Giêsu cần bài học cho chúng ta để Chúa vui những hiện diện giữa chúng ta qua việc chúng ta đón nhận Chúa Giêsu trong những cách này.
qua việc chúng ta còn đang linh mục để phục vụ cộng đoàn của Chúa. Này là Chúa mà Thầy mà làm ơn cho các con, quỳ xuống thừa chân cho các con, các con quay lại ở trên trời học. Có một cái nhà nhiều mà Chúa đã thấy những kiên trì chiếu dẫn của Ngài. Qua những cái cánh tay, Chúa tiếp tục hiến chiếc kiện bóng tà cho chúng ta. Qua những cánh tay với sự chủ thế của linh mục, đồng thế của các linh mục, Chúa đang tiếp tục qua cuộc đời và các vụ linh mục tiếp tục trao tặng cho chúng ta sự phục vụ trong đời sống của con người, đặc biệt là sự phục vụ. Chính sự phục vụ là cái nơi đặc xá của Chúa Kitô, và cũng chính từ nơi đặc xá phục vụ của Chúa Kitô mà trong đang đặt cảnh chúng ta đang cung kính tưởng niệm và tôn thờ và thiên chúa cung kính hiện diện giữa dân. Kính thưa đồng đoàn, nhiều sức mạnh đã để chúng ta trải qua đề khi Chúa không có những kinh nghiệm diện sự dân qua những cái ngành thần và quả truyền nơi trên những nơi đứng trong bản kinh hôm nay về sự hòa hồn của chúng ta vì đền và bán thần vì điên mà đời xa anh em. Điều đó nhắc nhở chúng ta trong bối cảnh xã hội hữu tưởng đang tiến bộ rất nhiều về vật chất với những giá trị trần thế, trong khi đó là cũng nghi ngờ giảm thiểu giá trị về đạo đức, về tâm linh, về truyền thống, về văn hóa, đặc biệt là những nguy cơ cám dỗ của tiền bạc làm cho chúng ta mất hướng, làm cho chúng ta có ý kiến và như là Thiên Chúa chúng ta tôn thờ một tượng để quên đi mất quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa một lần chúng ta. Và bởi hắn cố tìm và chúng ta quên anh em, nhất là những người nghèo khó. Và bởi tiếng tình tiền và đam mê tiền và rất có thể chúng ta tăng tận lương tâm để coi anh em như là dôn cô. Chúng ta thu quen tiền và chúng ta mà mất đi tình của anh em. Và đồng thời rất có thể chúng ta bán rẻ anh em vì tận tiền và chúng ta sở hữu tiền và nguy cơ cho sự hiện vọng. Tiền bạc chắc chắn Chúa không có tiền gì giữ dân của Ngài đang mải mê tôn thờ ông tổ tiền bạc. Bởi chúng nói không ai có thể là tôi hai chủ hoặc là Thiên Chúa hoặc là tiền bạc. Vì thế để chúng ta trở lại vấn đề mà chúng ta nói là Chúa Giêsu sử dụng vai trò điều rất nghèo nàn về giá trị tiền bạc vật chất không thể gánh nhỏ. Một vai trò rêu rõ chẳng là bao nhiêu số phim điện thoại. Thế nhưng Chúa lại quyền diễn ở đó trong sự đơn sơ khó nghèo của thánh lễ. Và đó cũng chính là những nhắc nhở các em linh của chúng tôi sự khó nghèo đơn sơ để làm nổi bật Chúa đã vui những hiện diện trước những sự đơn sơ khó nghèo. Nhưng cũng vui những hiện diện tại tại nhà, nhưng cũng vui những hiện diện tại ta cha mẹ, nhưng cũng vui những hiện diện đó đây cũng từ đầu là tác sản kiến và Thiên Chúa quy kiến trị trên thế gian sáng nhắc nhở cho chúng ta nói chung là nhắc nhở cho anh em chúng để cùng đến đây chúng ta tạ ơn Chúa cho chúng ta có những cái thiên đàng hết chúng ta tạ ơn Chúa cho chúng ta có chân lý mong muốn và chúng ta tạ ơn Chúa cho chúng ta một bài học khi cũng của Chúa Giêsu đã lấy một đời đời quỳ xuống giữa trên chức môn đệ để bày tỏ sự hiện thân với Chúa, sự hiện thân anh em của mình. Nhờ đó, Thiên Chúa tiếp tục hiện diện trong thế giới này qua sự phục vụ từ những cánh tay đến các tay của chúng ta để cầu nguyện cho chúng ta. Chúng ta sẽ dành phút quý đặc để lời Chúa thấm nhập vào trong chúng ta trước khi chúng ta ăn dừng ý thức. Linh mục của Đài sẽ là cho Chúa Kitô quỳ xuống trước chân trọng giáo dân.
Thank you.
Thank you.